Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của bọn mình. Hôm nay bọn mình được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn về con Lamborghini này các bạn ạ. Mà nên gọi là bọn mình gọi là hôm nay bọn mình gọi quyết định khởi nghiệp luôn các bạn ạ. Wow. Hôm nay bọn mình rất là vui. Rất là vui luôn các bạn ạ. Lần ngày ngày đầu đi khởi nghiệp sẽ có biết như thế nào đâu. Bọn mình hôm nay là con phụ bánh mì các bạn ạ. Đấy, con phụ bánh mì các bạn ạ. Nào. Đây các bạn, hôm nay bọn mình về dùng số bánh mì này đấy để ăn hết phải không? Thử thách ăn hết phải không? Đi làm thử thách à, không, không phải thử thách mà gọi là đi khởi nghiệp cho chết. À, ý mày là đi bán hết bánh mì ấy nhỉ? Đi khởi nghiệp. À, đi bán cho người ta, dùng con Lamborghini đi bán cho người ta phải không? Ừ, đi khởi nghiệp. Đi khởi nghiệp bán, đem Lamborghini đi đi. Ấy, mà bán bánh mì do là được các bạn ủng hộ rất là nhiều đấy các bạn ơi. Mình phải đi gọi là đi mixer một bạn remix này. Ai bánh mì đấy? Bánh mì nóng hổi nào? 1.000 một chiếc. Đấy, hôm nay bọn mình sẽ cách đi bán hết cái đống bánh mì này các bạn. Bọn mình sẽ bọn mình nên phải xét đây là mình đi khởi nghiệp thử luôn các bạn ạ. Trời chết. Ấy các bạn ơi, bánh mì bọn mình bán 1.000 một chiếc. Đấy. Một à, 2 chiếc 1.000 rồi các bạn ạ. Wow. Rất là vui. Đây hôm nay vui bởi vì là mới với lại hôm nay là ngày khởi nghiệp của bọn mình đấy. Chỗ mở hàng mà các bạn khai trương là phải vậy. Đấy bán rẻ thôi. Đấy để lấy lòng người ta các bạn ạ. Đấy là sao mọi người bán được đấy. Sao bộ bán đắt hơn chút nhưng mà chắc cú hơn. Đấy tao thấy cái nghề bán bánh mì ở Việt Nam mình là có xu hướng là đang rất là phát triển. Công nhận tao thấy đang là vươn được ra cả thế giới nhá. Tao tính là phải bán bánh mì cho cả mẹ bọn người anh tính luôn. Đấy rất là chất luôn các khởi bạn nghiệp đấy các bạn ạ. Đấy cái này làm giờ cũng khó. Bọn mình được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn đấy, cho nên là coi bọn mình sẽ đi bán bánh mì các bạn ạ, bằng xe Lamborghini này luôn. Đấy. Đấy. Ok bọn mình đi nhá. Các bạn cùng xem hết video của bọn mình nhá. Đấy rất là vui luôn. Mì nóng hổi nào, 1.000 một chiếc đấy. 2 chiếc 1.000 nào. Có bán cả góp đại xuất 0%. Đi mua mì đi. 2 chiếc 1.000 nào. Có bán trả góp lại suất 0% này. Làm vài chiếc chứ bác. Ai bánh mì đấy. Hơi buồn. Ai bánh mì đấy. Anh mì anh ơi. Anh mì anh ơi. Ê phải đây phải đây phải đây. Được rồi. Đánh lái về bán về khởi nghiệp. Ra cháu bá cho. 1.000 một chiếc ơi. Xe ngô một cái nhá. Vâng. Anh mua mấy cái? Mua nhiều bao. Một cái thôi. Mua nhiều anh ơi. Mở hàng đi anh ơi, khởi nghiệp bằng bay. Một nghìn một chiếc. Chúng mày chó thì vào lại một nghìn chiếc thôi. Làm giá đi bác. Hai chương buổi đầu đi. Hai chương buổi đầu đi. Hai chương buổi đầu đi. Không được. Không. Đi ô tô, uống bia nguy hiểm anh ạ. Cái này không ngon đâu, cho chiếc khác vào chứ con. Đây, cho chiếc bạc cũng được. Không, cháu chỉ bạc được 3 chiếc thôi. Cháu mất lại chết. Cái này nó cháy. Lỗ chứ. Nóng thì là vài chiếc đây ơi. Anh nghỉ đi. Tôi mua cái cáo ơi. Bánh mì 1.000 một chiếc. Được rau được không? Phải rau được không? Thôi đi. Lên 1.000 nào. Có bán trả góp lãi suất 0% nè. Ai bánh mì đi. Bánh mì nóng hổi nào. 1.000 một chiếc nào. Có bán trả góp lãi suất 0% nè. Mua mấy cái à? Mua 5 cái. 5 cái mua ăn chứ. 10 cái bác ơi, 10 cái đi.
10 cái mua ăn uống cho nó thả ra. Lấy 10 cái cháu lấy 10.000 mà lấy 9 cái cháu lấy cũng lấy 9.000 thôi. Quá xe. Không có. 10 cái được không? 10 cái đi cho nó chuột tiền cô ạ. Lấy nhớ 10.000. Vâng. Đúng rồi. Được đấy. Quán quán này khởi nghiệp về đồ to rồi. 10.000 ạ. Năm tháng này đẻ đấy. Cháu bán khởi nghiệp hôm nay, ngày mai cháu bán 2.000 một chiếc đúng giá. Ừ. Ừ. Hôm nay mà hàng, hôm nay mà hàng. Đấy các bạn ơi, bọn mình mới đi một đoạn mà rất là nhiều người mua thôi các bạn ạ. Chứ khởi nghiệp thành công rồi. Đấy khởi nghiệp bán rẻ mà. Lãi được mấy nghìn. Hình như là lãi được mười mấy nghìn đấy. Bán mấy chục chiếc bánh mì là được mười mấy nghìn đấy. Không lấy đùa. Này riêng hai em xin gái thế anh phari luôn. Phari luôn. Anh em bỏ phari luôn các bạn ơi. Mà hai em đi luôn. Đóng quá, đóng quá. Không, xe cháu rồi, xe cháu đua không phải mấy chương. Con. Kéo 1.000. 1.000 không, không có 5.000 chiếc cũng được. Không có 5.000 chiếc cũng được. Mày 1.000. Này, riêng bọn này phải bán 5.000 chiếc. Riêng bọn này bán thì 5.000 chiếc. 5.000 chiếc. Riêng con trai bán 5.000 chiếc. Ủa, mẹ mà, nhưng mà con trai phải riêng luôn. Anh mê. Mở giác lên rồi. Mày mua thằng à? Quay cho anh. Bán tiền. 10.000. Bánh mì nóng rồi. 1.000 một chiếc đi. 2 chiếc 1.000 nào. Mua bán trả góp lãi suất 0% đi. Bánh mì nóng hổi nào 1.000 một chiếc đi. 2 chiếc 1.000 nào. 1.000 một chiếc đi. 2 chiếc 1.000 nào. Có bán trả góp lãi suất 0% đi. Chiếc 1.000 nào có bán trả góp lãi suất 0% bánh mì cô mua bánh mì không cô một nhưng mà cô mua bánh mì không hai chiếc 1.000 nào một thôi ê có bán trả góp lãi suất 0% một cái có ăn được không ấy? Ủa cháu mới mua cái sáng nhau ấy 1.000 và cháu xin vâng anh mua cho mày ơi 1.000 cái thôi nào mua mấy cái nữa đợi cháu còn vào đây. Ủa sao bên kia thì em quẹo mé trong kia thì không mẹ bán ở đây
không. Cháu chỉ bán một cái một thôi. Bán một cái một thôi á? Ừ, một cái một thôi. Không, cháu chỉ bán một cái một thôi. Tao muốn 6 người thì 6 gia đình thì phải như vậy chứ. Muốn 6 người thì 6 gia đình thì phải như vậy chứ. Thế đi, bán mì rồi cháu còn bán cho người khác. Bán đi. Bán đi. Bán nha. Không, cháu chỉ kêu cho bán trả góp thôi. 6 gia đình thì có em có ai có bán không? 6 gia đình thì có bán không? Chiếc 1.000 nào, có bán trả góp lãi suất 0% này. Ai bánh mì đây? Ai bánh mì đâu? Bánh mì nóng hổi nào, 1.000 một chiếc đây. Ai chiếc 1.000 nào, có bán trả góp lãi suất 0% này. Ai bánh mì đây? Một chiếc bánh mì đấy. Bao nhiêu tiền cái áo này? Năm chục. Cháu bán 50. Cái này một chục. Cháu bán luôn. Một chục. Hai chiếc một nghìn nào có bán trả góp lãi suất 0% đây. Con này hết rồi, 5.000 chiếc bánh mì đây. See you again thôi. Bánh mì nào 1.000 một chiếc đây. Hai chiếc 1.000 nào có bán trả góp lãi suất 0% đây. Hai bánh mì đây. Mà cho bán rẻ hơn. Này thanh niên này, người đó không kịp phản ứng. Hình như là ba rồi bán hàng ấy mà. Kiểu này bán về khởi nghiệp thành tỷ phú sớm các bạn ơi. Tình hình này là mai phải mở thêm mấy con ô tô nữa. Mai phải mở vài chi nhánh nữa. Thôi cái này hết mì. Hết rồi, lái rồi. Mà vào cái tủ xốp. Xem còn mấy mì không? Hết rồi. Xem lại mấy nghìn nào. Không biết, nhiều lắm. Nhích bục mẹ sốt rồi. Úi giời, người ta mua rồi, mua cả cái áo rách này nữa rồi các bạn ạ. Thôi, nói chung là cơ hội phải về đó. Đi. Thôi cái này bọn mình bán hết bánh mì rồi, bọn mình đi về thôi các bạn ạ. Mệt vai. Làm gì á? Khởi nghiệp vừa vậy thì nói chung là khởi nghiệp thành công phết nhỉ? Rất là thành công luôn các bạn ạ. Đấy, hôm nay anh dùng con Lamborghini rất là thành công các bạn ạ. Đấy, chỗ đi khởi nghiệp bán bánh mì. Mà bán được hết một cái shop bánh mì thôi các bạn ạ. Này, một cái shop này. Ôi. Đấy, được rất là nhiều tiền luôn các bạn ạ. Là 2.000 đến 1.000 nữa. Đấy, nó phải vậy. Đấy, là 1.000 chiếc, 2 chiếc 1.000 bán các bạn ạ. Không, đây là căn bản là hôm nay ngày đầu tiên bọn mình đi gì nhỉ? Đi khởi nghiệp. Khởi nghiệp. Đấy, đấy kiểu khai trương ấy, khai trương hệ thống bán bánh mì bằng Lamborghini.
nên là chết chưa ai làm luôn các bạn. Bán nên là phải bán rẻ rẻ chút để là lấy lòng khách hàng. Mới một cái bánh mì các bạn ăn 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 rỡ. Thôi rồi, vậy thì là tồn kho rồi. Tồn kho. Chết. Do cơ cầm quay cho em. Bọn mình quay là nó bọn mình khởi nghiệp thành công. Đang làm chợ mà các cô ấy sâu xé của mình không mất cái số. Không mất cái số luôn các bạn. Đấy, hôm nay bọn mình cờ đấy như mấy cô ấy còn định mua cái áo kia 50.000 hay sao? Ừ. Ủa định mua cái áo này mà. Mua cái áo này. Nhưng mà mình không bán để còn phải khởi nghiệp tiếp chứ bạn. Các bạn phải còn phải đi mình bán tiếp chứ. Thôi thì cơ này kiếm kê số tiền hôm nay mình bán được bao nhiêu tiền cho các bạn xem nào. Ấy cơ này mình không có đếm mình các bạn nhìn qua qua luôn này. Đấy cũng phải vài chục đấy các bạn ạ. Vài chục nghìn đấy nè. Có cả đó 20 các bạn ạ. Đấy. Em đếm nào. 1 2 thôi, đếm lâu lắm mất thời gian lắm. Em mà tao thấy như ít được ít tiền hơn cơ cầm mình tiền đi. Mình mua 2.000 một chiếc mà bán có 1.000 một chiếc thì làm sao không lỗ. Mà bán cả 1.000 hai chiếc nữa vậy thì. Vậy thì thôi rồi. Thôi. Hôm nay là ngày khởi nghiệp thành công các bạn ạ. Hôm nay là ngày khởi nghiệp của mình các bạn ạ. Thành công luôn, thành công rực rỡ luôn. Đấy. Thì video của mình ở đây cũng gọi là rất là vui rồi các bạn ạ. Đúng rồi. Vui vãi. Đấy, bọn mình cũng bán bánh mì xong về rồi thì bọn mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video bọn mình nhé. Vâng. Nói chung là cái này bọn mình cũng chỉ được kết thúc video tại đây. Đấy. Bởi vì là khởi thành công rồi. Nghe cho bạn vậy thôi. Không, các bạn mà muốn bọn mình bán cái gì mà ngon lắm vô cái gì đấy các bạn cứ comment bên dưới nhá. Đúng rồi. Các bạn có ý tưởng gì về con Lamborghini này thì gọi là comment bên dưới để bọn mình có thể bọn mình làm. Chẳng hạn như là bán bánh mì đấy. Như hôm nay bọn mình bán bánh mì chất lượng các bạn ạ. Đấy. Cuối cùng mình xin được kết thúc video tại đây nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Nhớ like, share, subscribe và đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha. Bye bye.